Chào các bạn, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tip là làm thế nào để chúng ta che giấu cái trạng thái đã xem trên Facebook. Tức là như thế này này, mỗi khi bạn sử dụng Facebook đúng không, bạn nhắn tin cho ai hoặc làm cái gì đó, nhiều khi bạn đọc rồi và bạn không muốn là người khác biết là mình đã đọc, thì chúng ta làm như thế nào? Thì cái tip này sẽ hướng dẫn bạn cái chuyện đó, nghĩa là chúng ta thực hiện cái việc gọi là ẩn trạng thái đúng không? Trạng thái đã xem. Gì nhỉ? Trên Facebook. Thế thì cái này ấy, thì trong mặc định trong Facebook nó không cho chúng ta cài đặt, chúng ta phải dựng một cái tool. Thì nếu bạn dùng trên Chrome thì bạn có thể mở cái phần Chrome ra. Các bạn gõ cho mình cái từ là unseen. Unseen Facebook là được đúng không? Unseen Chrome này. Cái từ unseen Chrome, bạn sẽ có một cái là unseen for Facebook. Bạn click vào đây và bạn tiến hành cài đặt chưa nhỉ? Chúng ta sẽ thực hiện việc cài đặt cái extension đấy bằng cách là add to Chrome. Đấy. Ok, chúng ta chọn add extension. Rồi. Ok, như vậy là ok rồi. Bây giờ bạn chỉ cần vào Facebook bạn chat bình thường. Thế nhỉ? Nhưng bạn nhớ cài đặt cái phần này. Đây là block the scene feature ở the chat. Như vậy chúng ta chỉ cần tích vào cái này là ok. Thế chứ nhỉ? Thế thôi, thì từ nay trở đi, khi đã có cái này rồi thì bạn chat, bạn xem thoải mái mà người khác vẫn không biết là bạn đã xem. Nhá. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần vào Facebook, ta vào cái Google, ta chỉ gõ là unseen for Facebook thì nó sẽ ra cho bạn cái đó. Bạn thì ghi là unseen for Facebook hoặc là như thế nào đấy, hoặc là như thế này, unseen đúng không? Unseen Chrome đấy, thì nó sẽ ra cho bạn là unseen for Facebook. Click vào đây và bạn cài lên. Sau khi cài lên, bạn vào bình thường, bạn khởi động lại trình duyệt và chúng ta lựa chọn phần này, được chưa nhỉ? Thì mặc định nó đã gì, nó tích cho ta ba cái tích này rồi nhé. Và quan trọng nhất là cái tích đầu tiên là block the scene feature of the chat, nghĩa là chúng ta sẽ không cho người khác biết cái trạng thái là người ta đã xem cái tin nhắn của người ta như nhỉ? Rất là đơn giản như thế đúng không? Ok, đơn giản thế thôi nhé. Đây bạn nhìn đây này, cái hướng dẫn của người ta cũng như thế này đúng không? Cái chỗ này là khi bạn chat, người ta sẽ bảo đã xem vào 12 giờ 49 phút, nhưng mà nó sẽ không hiển thị dòng này nữa khi bạn chat nhé. Rồi, ok.